Giá heo hơi hôm nay ngày 26 tháng 9 giảm nhẹ ở một vài địa phương. Giá heo hơi hôm nay ngày 26 tháng 9 giảm 1.000 đồng mỗi kg. Trong 9 tháng năm 2023, ngành thú y tỉnh Bình Dương đã thực hiện kiểm tra, phúc kiểm được 22.631 lượt phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra vào tỉnh. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đứng yên. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc đồng loạt đi ngang không đổi so với ngày hôm qua. Hiện tại, thương lái ở Yên Bái, Lào Cai, Hà Nội và Tuyên Quang đang cùng thu mua heo hơi với giá thấp nhất là 56.000 đồng mỗi kg. Heo hơi tại các địa phương còn lại được giao dịch ổn định trong khoảng 57.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 56.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 58.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 56.000 đồng mỗi kg. Lào Cai là 56.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 58.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 57.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 57.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 57.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 58.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 57.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 57.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 56.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 57.000 đồng mỗi kg. Tuyên quang là 56.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm 1.000 đồng mỗi kg, thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên giảm nhẹ trong hôm nay. Theo đó, sau khi giảm 1.000 đồng mỗi kg, thương lái tại Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi đang cùng thu mua heo hơi tại mức 56.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại các tỉnh còn lại không đổi so với ngày hôm qua. Hiện tại giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung Tây Nguyên trong khoảng 55.000 đến 57.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 56.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 56.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 57.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 56.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 56.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 56.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 56.000 đồng mỗi kg. Bình Định là 55.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 55.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 55.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 55.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 55.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm trải trác. Tại miền Nam, giá heo hơi ghi nhận giảm 1.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, Long An điều chỉnh giao dịch xuống còn 56.000 đồng mỗi kg. Tương tự, các tỉnh hậu Giang và Trà Vinh cũng hạ nhẹ một giá xuống mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 54.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 55.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 55.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 55.000 đồng mỗi kg. Tây Ninh là 55.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 55.000 đồng mỗi kg, Long An là 56.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 56.000 đồng mỗi kg, An Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 56.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 57.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 57.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 54.000 đồng mỗi kg. Cà mau là 58.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 56.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 54.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 55.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 56.000 đồng mỗi kg. Nhìn chung, giá heo hơi tuần qua giảm trả rác 1.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 55.000 đến 58.000 đồng mỗi kg cập nhật thông tin giá heo hôm nay. Trong 9 tháng 5 2023, ngành thú y tỉnh Bình Dương đã thực hiện kiểm tra, phúc kiểm được 22.631 lượt phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra vào tỉnh, tăng 33,1% so với cùng kỳ, tăng 5.631 lượt với 98.805 con heo, 7.312.049 con da cầm. 7.265,3 tấn sản phẩm động vật và 2.158,6 tấn sản phẩm chế biến. Công tác phúc kiểm được thực hiện chặt chẽ góp phần phòng, chống dịch bệnh hiệu quả và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo báo Bình Dương, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Dương cũng hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao.